đây. Nhưng mà đâu có ai mua, trên cơ bản là người ta tiết kiệm. Cái người bán hàng hóa thì đầy ấp, nhưng mà lưa thưa người mua. Đó là họ đặt ra những trái cây bắt đầu họ bán. Bánh mì thịt 15.000. Anh chị thấy những cái sạp đóng cửa nè, đó. Sạp kinh doanh. Xin ý mến chào anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 10 giờ rưỡi. Xin ý ngày 26 tháng 10. Xin ý đi mang theo một cái xóm trọ, mang theo dòng kênh đen Thăm Lương của Tân Tạo Bình Tân. Và với video clip này, Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị. Chúng ta mang theo dòng kênh Thăm Lương thì chúng ta đi đến đâu anh chị ha? Trước mặt anh chị đó là cầu vượt của đường dẫn cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Ở đây thì rất là gần tỉnh lộ 10 và chợ Bò Hôm. Rồi Sunny sẽ đi thẳng nha anh chị ha. Thì ở đây thì một cái khu vực vùng ven thôi. Nếu mà chúng ta đi theo dòng sông Sài Gòn hoặc là dòng kênh Thị Nghè thì chúng ta sẽ thấy những cái khu biệt thự triệu đô, rồi những căn nhà lầu của đại gia. Nhưng mà khi mà đi xâm nhập vào khu vực này thì chúng ta sẽ có những cái nơi nhà mà xây lên thì để đó luôn anh chị. Ví dụ nhà này nè, đó xây lên rồi cỏ mọc rào để đó luôn đó. Đường đi vô là cỏ mọc. Rồi thôi bây giờ thì mời anh chị nha, cùng đi với Sunny để cùng chiêm nghiệm cái vùng ven. Mé trái là cái nguyên một cái khu nhà trọ đó anh chị. Người ta có đất đai bắt đầu người ta xây từng phòng. Đấy, công nhân thuê. Mấy hôm nay là tình hình công nhân về quê nhiều lắm. Họ không có việc làm hoặc là mức lương không đủ sống anh chị. Thế là họ về quê. Nó dẫn tới những cái chợ tự phát công nhân cũng vắng. Wow. Ế, nói chung là chợ cũng ế. Người dân kiếm tiền dạo này nó khó khăn lắm, nên nó ế toàn tập. Ế kinh niên, đúng là năm 2023 này kinh tế nó khó khăn, nó ảnh hưởng toàn cầu anh chị. Mình chỉ nhìn sơ sơ thì mình thấy là giá đô lên nè, giá vàng lên nè, xăng dầu lên nè, thì nó dẫn tới nó nhiều cái hệ lụy, kinh tế nó khó khăn. Chúng ta cứ đi thẳng vào bên trong nha anh chị ha. Người dân ở đây ta cũng ở tạm bợ. Cái xóm nhà trọ nè. Đây. Dạ, ở tạm bợ bằng những cái máy tôn. Sống thì nó cũng khó khăn. Nói với ai mà có vườn tược á, về quê sinh sống nó đỡ hơn. Đây là một cái chợ. À,
Đây là khu vực chợ Bà Hôm anh chị ha. Đó, chợ Bà Hôm cũ, và bây giờ Sunny sẽ đi chợ Bà Hôm mới. Đây là một cái chợ tự phát, và cái chợ này nó cũng bị ảnh hưởng do cái khu công nghiệp Tân Tạo gần đây, công nhân thì mất việc đó, chiều nó vắng lắm. Ngày xưa đó thì theo thói quen là mọi người than là bán ế, nhưng mà bây giờ là than thật, bán ế thật anh chị, nhìn thấy là biết rồi. Đối với kênh Sunny đó thì có quay nhiều cái video clip cảnh đẹp đi du lịch anh chị ha, cảnh Vũng Tàu, Bai Lai Cam, nhiều cái quay về lễ hội, nhưng mà vì cuộc sống mà, cuộc sống mình phải thực hiện Sài Gòn hàng ngày mà, nên chính vậy nó có những cái thông tin không được vui, anh chị thông cảm, tại vì có đâu mà vui anh chị. Cuộc sống nó bấp bênh như thế này, tự nhiên mình quay, mình tìm kiếm những cái niềm vui mà nó không có. Thì thôi, mình thấy cái gì thì mình quay đó. Còn cái đường này là con đường lộ tẻ để dẫn chúng ta đi về chợ Bà Hôm. Bà Hôm mới anh chị. Đây là một cái khu dân cư phát triển sau này thôi, nó mang theo dòng kênh Tham Lương. Và nơi đây thì buổi tối, chiều tối bán quần áo thời trang rất là nhiều. Tất nhiên là cũng bán thức ăn, nhưng mà thức ăn thì bây giờ thì nó nhiều cái chợ tự phát. Khu vực này là coi như quận Bình Tân nhiều chợ tự phát lắm. Giờ quán quần áo rồi 60.000, 50.000, 20.000 đều có. Đôi dép 10.000 thôi, giá rẻ bất ngờ, nhưng mà đâu có ai mua. Trên cơ bản là người ta tiết kiệm, có tiền nhưng tiết kiệm. Cái chợ ngày xưa là cái chợ này công nhân mà còn tăng ca lương cổ rồi có thưởng nè. Chợ này đông lắm. Bây giờ cái lòng chợ Bà Hôm bây giờ cũng vắng, cũng không có ai mua bán kinh doanh đâu. Đây, cái lòng chợ Bà Hôm cũng chia sẻ với anh chị. Sunny sẽ đi một vòng nha, mấy bên trái là cái lòng chợ đó. Thì bà con thì cứ buổi sáng, buổi chiều người ta bán dọc những con đường này. Chứ ta đâu có ai vào chợ mà mua. Vào chợ là phải gửi xe. Chợ thì tối thui thôi. Đây là những cái nhà để xây lên để người ta cho thuê. Cũng bây giờ thì không có ai thuê. Đó, dạng như thế này là xây lên để cho thuê. Đâu ai thuê đâu. Rồi, Sunny sẽ chia sẻ với anh chị dòng chợ. Vào chợ phải giữ xe. Đó, người ta bán thịt cá là bán lề đường như thế này. Và cái khu vực này cũng là một cái khu mà nhà trọ nhiều, chung cư Nhất Lan 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Nhìn cái chợ thật buồn.
mình sẽ đi vòng vài con đường ở khu vực dân cư chợ Bò Hôm nha anh chị ha. Tiệm vàng, dịch vụ cầm đồ. Bây giờ là dịch vụ cầm đồ nở rộ anh chị. Có tiền đâu mà mua vàng. Vàng lên quá. Giờ 7 nó lên gần đến 71 triệu một lượng nha anh chị ha. Buổi tối thì người ta sẽ buôn bán có vẻ nhộn nhịp hơn, có thể là người ta bày ra do ánh đèn rồi một số lượng công nhân đi mua, nhưng mà Sunny có thực hiện vào buổi tối rồi thì nó bán yếu lắm anh chị, bán yếu lắm. Thì ở đây thì nó cái khu dân cư này nó men theo quốc lộ, xa lộ Đại Hàn anh chị, quốc lộ 1A đó. Thì sẽ đi con đường số 5. Ở đây thì nó có những con đường số thôi. Cái trục lộ chính từ tỉnh lộ 10 vào nó có tên lộ Tẻ thôi. Đây là con đường số 5. Thì buổi chiều bà con cứ buôn bán dọc hai bên đường. Buôn bán thì thật sự mà nói ngày xưa đó có vốn đó, mở ra buôn bán nhỏ thì cứ buôn bán thôi, buôn bán dễ mà, cứ có mẹt cái thúng rồi buôn bán ở những cái chợ này. Nhưng mà bây giờ ai ai cũng bán, nhà nhà bán, người người bán, hàng thì đầy người bán, hàng hóa thì đầy ắp, nhưng mà lưa thưa người mua. Nhìn cảnh chợ thì anh chị cũng hiểu một phần nào. Trước mặt anh chị đó là xa lộ Đại Hàn. Và nơi đây thì có một cái công ty với rất là nhiều công nhân. Cả ngày xưa mà cao điểm là cả hơn 50.000 công nhân. Đó là khu công nghiệp, khu công ty may mặc giày da Phong Trang của Đài Loan. Nhưng mà bây giờ thì lượng công nhân bị nghỉ việc rất là nhiều đó, bây giờ người ta xếp hàng ra, người ta đợi đến chiều nè, nó xếp dọc trên con đường này đó, chợ tự phát đó, mớ rau mớ cỏ mớ rau mớ đồ ăn nhiều lúc nói cỏ ăn được cũng dám ăn, nhưng mà rau là cỏ chứ cái gì, rau cỏ đó. Sunny sẽ tìm đường để chúng ta đi qua công ty Phong Trang nha anh chị ha. Đó, người ta bắt đầu ta ship rồi. Đây là cái cầu con đường số 7.
ở kia thì có cái hầm. Má trái là xa lộ Đại Hàn đó anh chị. Mình đi xuống hầm nha anh chị ha, để qua bên kia đường. Bên kia là cái khu dân cư tên lửa Vành Đai Trong à, thì nó có những con đường hầm để đi qua bên kia. Khó khăn thiệt, công nhận cuộc sống bây giờ nó khó khăn. Rồi, đây là cái khu vực công ty con Trang là anh chị. À, lúc mà đương thời á, buổi chiều khoảng 4 giờ mấy thôi, rừng công nhân tan ca. Bây giờ thì cái lượng công nhân ra vào những giờ tan ca rất ít, từng đợt nhỏ 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 thôi. Con đường này ngày xưa nó ngát ngào trong cái giờ tan ca à. Bây giờ bà con thì cũng xí phần, xí cái lề đường à, hay là một cái chỗ để buôn bán. Từ đây họ cứ ship hàng, họ đợi đến chiều bán được gì thì bán. Lâu lâu thì cũng bị dí anh chị ha. Có những cái ghế nhựa thôi, đó là họ đặt ra những trái cây bắt đầu họ bán. Bánh mì thịt 15.000. Bữa nay là giá đô là 24.000, khoảng 24.500 anh gì à, tính trung bình giữa mua đi và mua vào và bán ra 24.500. Từ đó anh chị suy dùm thì ổ mì bánh mì thịt là 15.000 đó, 15.000 thì chưa tới một đô, khoảng 6 sen 6-7 sen thôi. Chiều, buổi chiều ở đây cũng là trở thành một cái chợ. Chiều dọc ở đây là cái chợ anh chị. Chợ ngay chỗ cái bô rác luôn. Mà ta cứ dọc hai bên đường, có thể là người ta bán giữa đường. Đây là cái sạp để những cái sạp để chuẩn bị
chuẩn bị buổi chiều ra ra bán những cái sạp nè, chiều đẩy ra bán thôi. Cam sành 10.000 một ký. Ba ký 20.000, giá rẻ bất ngờ. Rồi, Sunny sẽ đi con đường này anh chị ha, vào một cái khu dân cư. Đây là con đường 55 của khu dân cư Tên Lửa, Vành Đai Trong. Công nhân thất nghiệp thì chi phí càng ngày nó càng tăng, đặt cương vị mình vào họ thì mình sẽ thấy cuộc sống nó càng khó khăn, quá khó khăn. Nào là nhà trọ, nào là chi phí ăn uống, rồi gửi tiền về nhà, về quê, rồi nuôi con cái ăn học. Mà bây giờ lương thì không tăng ca thì khoảng là 6-7 triệu chứ nhiêu anh chị. Nhiều chi phí khác. Về quê, nếu ai có ruộng đồng thì về quê vui hơn. Không có ruộng đồng, bán ruộng đồng thì khó chứ. Chứ mà có ruộng đồng thì về quê hạnh phúc hơn. Chứ ở trên đây thì thật sự mà nói nó cũng buồn quá. Vào con đường số 48. Cái khu vực này đó anh chị xây dựng sau này nên chính vậy. Mưa lớn có vài con đường nó ngập ghê lắm anh chị. Khu vực Tên Lửa, Vành Đai Trong nè. Đó, ở đây cũng là một cái chợ. Đây cũng là hình thành một cái chợ tự phát. Những con đường quán cà phê rỗng. Quán cà phê rỗng có mang tên là Ao Sen. Mà bây giờ khu vực này thật sự mà nói Ao Sen thì rất là hiếm. Ngày xưa đây là ao hồ không à. Ao hồ nhiều. Cái khu vực dân cư Tên Lửa, Vành Đai Trong này vào năm đâu 99-2000, lúc đó là người ta phân lô ra anh chị, phân lô ra một con đường. Con đường này con đường giống con đường tỉnh lộ 10 quá. Đúng rồi, con đường tỉnh lộ 10. Đây con đường tỉnh lộ 10. Cái hướng này là chúng ta đi thẳng về cái khu vực Phú Lâm, chợ Phú Lâm nha anh chị. Còn phía sau lưng Sunny đó là xa lộ Đại Hàng.
Sunny sẽ chia sẻ với anh chị chợ tự phát con đường Bình Trị Đông nha anh chị ha. Ngày xưa mang tên là Đất Mới của khu vực này luôn anh chị. Chúng ta đang đi trên con đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo. Ngày xưa nếu anh chị mà có quê ở Đức Hòa, Đức Huệ thì cũng thường đi con đường tỉnh lộ 10 này. Xuất phát từ bến xe Chợ Lớn rồi chúng ta đi con đường tỉnh lộ 10 này về Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Và những cái cột điện này treo rồi quá trời, cho vay rồi bán nhà bán đất. Đây là bây giờ thì nói chung là về bán nhà bán đất bây giờ cũng ảo ma ma phật phật lắm anh chị ơi. Đôi khi họ giới thiệu cho mình chụp hình thì đẹp lắm, là lấy cái nhà của người khác chụp lên nói xong mình tới mà hỏi nói là cái nhà đó bán rồi, hot quá bán rồi, rồi thôi dẫn đi căn nhà khác. Giấy tờ nữa, ký hợp đồng thì mấy chục trang thì người thường làm sao mà đọc hết được. Lỡ ký mà xong mua xong rồi không có giấy tờ nữa khổ nữa. Nhà đất thì đầy anh gì, đầy bán đâu được đâu, nợ xấu càng nhiều. Ta trả ngân hàng rồi đến nỗi người ta không có tiền người ta trả đó. Anh chị vào cứ vào những cái trang kinh tế đó, nợ xấu ngân hàng, bất động sản nợ xấu ngân hàng thì nó ra nhiều trang để chúng ta đọc, chúng ta tham khảo nhiều lắm. Cái này là Sunny nói dựa trên báo chí chính thống nha anh chị ha. Thời buổi này mình không có tự nghĩ là tự bịa được anh chị, những cái thông tin đó mình không có tự bịa được đâu. Mình đọc báo đó hàng ngày đó, chia sẻ với anh chị thông qua cảnh đường phố, khu vực này khu vực kia, chứ mà mình nói bậy là bị phạt đó anh chị. Anh cái gì biết thì nói, không biết thì thôi, chứ đừng có xin y không có bao giờ mà tự nghĩ tự suy diễn, nó phiền lắm, phiền cho mình lắm. Tất nhiên là biết là suy diễn là theo cái ý kiến cá nhân của mình, đó là tự do mà. Nhưng mà anh chị cũng hiểu giùm. Rồi, chúng ta quẹo một cái chợ. Đây là con đường Đất Mới, ngày xưa cỏ lát dữ lắm, bây giờ nó trở thành đường nhựa và nó có tên là Bình Trị Đông. Cái chợ tự phát là lúc nào cũng đông hết. Rồi cái chợ này nó về qua cái chợ đằng kia thì nó vắng que. Hai bên đường buôn bán cũng là cốt yếu là bán cho những anh chị lao động rồi công nhân thôi. Những người khu dân cư gần đây, khu công nghiệp gần đây. Cái này đi thẳng là chúng ta ra Hương Lộ 2 anh chị ha. Hương Lộ 2 là bây giờ có tên là Thoại Ngọc Hầu. Thoại Ngọc Hầu ngày xưa bây giờ có tên là Phạm Văn Hai. Ông Tạ đó, Phạm Văn Hai ông Tạ. Thời gian mà Sunny biết đến cái khu vực này là vào 2006. Thì nơi đây thì nó là một con đường đất anh chị. Nó đâu có phát triển nhiều giống như vậy đâu. Nhà, cửa, người dân đâu có phát triển nhiều. Và tới đây thì có một cái ngõ tẻ. Nó có tên là Chiến Lược.
Đây anh chị, đây là con đường chiến lược nha anh chị ha, nó tên là ấp chiến lược. Lúc trước là ở đây là một cái ao cá, ao cá là sau đó thì ra không có nuôi ao nữa, nó trở thành một cái ao tù, rồi nó cũng ô nhiễm nặng. Bây giờ người ta đổ đất lên, người ta làm cây xăng, rồi khu vui chơi, quán nhậu. Cái hướng đi thẳng là chúng ta về cây gia xà của ngay chỗ gần Phú Lâm Bà Hôm, con đường Bà Hôm đó. Và cái ao cá mé trái ngày xưa, nếu mà anh chị biết con đường này đó thì nó có một cái nghĩa địa mà bây giờ người ta xây nhà cửa lên quá trời. Đây, dọc con đường này nè, đi vào bên trong là nghĩa địa, không là nghĩa địa. Đây là con đường Trương Phước Khoan. Thì trên con đường Trương Phước Khoan này đó thì nó có một cái chợ. Má trái ngày xưa là nghĩa địa không đó anh chị. Sunny cũng muốn ghé chợ Trương Phước Khoan để anh chị thấy cái chợ tự phát nó như thế nào, chợ Bình Trị Đông trên con đường Trương Phước Khoan nó như thế nào. Đâu có ai, đâu có ai mua bán đâu, chạy vào đây đó, đóng cửa sạp, đóng cửa hết rồi. Những cái sạp nè, anh chị thấy những cái sạp đóng cửa nè, đó, sạp kinh doanh. Chợ Văn Que à, Văn Que đây là này, vô một cái hẻm ra một cái hẻm anh chị, một cái hẻm thôi, khu dân cư nó tùm lum tùm la, hẻm tá lạ hết thôi, quẹo ra anh chị ha. Rồi mình bọc ra chợ rồi tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện anh chị cái khu vùng ven. Rồi, cái chợ ngày hôm nay nó như thế nào. Xin đi mến chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip sau. Rất là vui cập nhật những cái tình hình mua bán kinh doanh gửi tới cô chú anh chị. Chợ buồn. Bye bye, hẹn gặp lại trong video clip sau.